Xin chào các bác nhé. Cũng lâu lâu rồi, hôm nay mới về thêm cái dòng máy rửa bát TH mà hàng lướt đấu giá bên Nhật về. Cái hàng này thì giá thành nó cao hơn hàng bãi, cho nên là phù hợp cho các bác nào mà thích một con máy đẹp hoàn hảo. Còn mà các bác nào mà thích rẻ rẻ thì mình lấy hàng bãi, nó cũng rẻ đi được mà tầm đôi triệu đấy. Con hàng đấu giá lướt thì dành cho các bác khách hàng kỹ tính, bác nào thích đẹp em nhập về em phục vụ cả hai mặt hàng nhé. Đối với cái hàng đấu giá lướt này thì đương nhiên là bên Nhật họ vẫn đang bày bán ở các siêu thị rồi, các siêu thị đồ cũ bên Nhật họ vẫn bán rất là nhiều, và nhập về Việt Nam thì bảo quản từng chiếc mang qua đường hàng không về, nên bọc niêm thì nó cũng rất cẩn thận và nó không bị móp chày xước sát gì. Và chất máy của hàng đấu giá này thì toàn là những con đẹp nhé, em nhập toàn trong đấu giá lại chọn những con đẹp. Một con TH2, đây là hai cái số điện thoại giao dịch bên em nhé, có Zalo cả. Hai kênh YouTube, các bác xem kênh cho em xin một cái đăng ký kênh nhé. Địa chỉ Đông Anh, Hà Nội. Đây, như các bác nhìn, tất cả nguyên zin tuyệt đối 100% luôn ạ. TH2. Mặt mũi thì đẹp như mới, các bác nhìn. Lưng tất cả nguyên zin hết, nói chung là nguyên zin, không có tút tát một tí tị thì tí nào luôn. Lưng phẳng tắp, gần như không có vết xước. Bác nào yêu sự hoàn hảo thì mình nhập những cái dòng này. Lưng tất cả đều rất là đẹp các bác nhé, chất máy nó cũng rất là mới. TH2 đời 2019 ạ. Series máy ở đây là 1169 TH2. Phẳng tít thò lò luôn, đẹp long lanh. Giá 8.3 niêm yết công khai mã số 1. Tính năng thì tất cả đều giống nhau rồi, H2 hay H1 hay H3 thì nó cũng giao diện xem nhau rồi các bác nhé. Giới thiệu nhiều nữa, nội thất rất là mới này. Này còn có cả sách hướng dẫn sử dụng này, cái lắp đậy sau. Bác nào yêu hàng đẹp đấy, yêu cái đẹp thì các bác chốt những dòng này nhé. Bảo hành 1 năm, giá 8.3 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Bác nào mà tin tưởng mà chuyển tiền hết thì em bao ship cho các bác toàn quốc luôn, còn phí ship là không thì 150.000, đặt cọc trước 500 các bác nhé. Cảm ơn các bác.